màu kèo sắc có nên kết hợp khung giờ vàng để trở lại mùa. Chị Trang Thảo, nãy chị Kim Mai chắc là chị Hồ Ly, chị Nguyễn Ngọc Phương nha. Bò ra. Thôi. Cho em là tốt nhất luôn mà. A8 kèm màu kèm với số mọi con. Rồi ok. Tell Bravo wait you can. Okay. All right, let's get William out of there. Ủa
số liệu thực tế. Sao không có cái số điện thoại thực tế? Ready? Yeah. Quay xa giùm em 60 kg. Câu hỏi khó đơn nha. Mã này, mã này một hồi em báo giá một cái, mấy chị mình phải giữ thẳng lưng ghế, ngồi bình tĩnh. Mã này một hồi em báo giá. Cái váy này mặc cho mùa hè này nhất nách. Giá hôm nay chỉ còn có 150. Rất là xinh nè, cái váy. Mọi người ơi, cố gắng tương tác thả like mạnh đi mấy chế. Sẽ chuẩn bị ở đây là những phần quà cho tất cả chị mình. Bao đẹp đúng không mọi người? Chắc chắn những cái màu này mấy chế mình sẽ có Jesus một cảm giác khác, là say đắm cả những lần xa quần tranh chính chính này đều sẽ có nhận những ưu đãi nha mọi người. Rồi ok, just want to close the door on me, what did I do? Aw, Zoe, chúc mừng chị yêu luôn. Chúc mừng chị yêu 1000 lần luôn. Vì chiếc đầm đừng mua ngoài cái trang fanpage chính này của em Chi nghe. Em rất là không nha. Ba bốn phần. Oh no. Jam. Wow. Joe. Giá áo hôm nay hả? Chốt quẩy trước đi. Hôm nay Facebook cũng lên tương tác quá là nhiều. Rồi. 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 Hey babe. Nên là em sẽ chấm dứt cái vấn đề đó. Sắp tới em sẽ đổi qua cái cách mua mùa. Nên là em sẽ chấm dứt. Sâu quá nè chị em. Rồi lên đơn ngay. Trắng yên tâm giùm em độ dài quần lá 103 cm. Sao được không mọi người? Chốt áo sao? Đợi em xíu đi, em nắm số lượng thống kê là bao nhiêu còn bao nhiêu. Back on my face. Please tell me you got that on video. Cả một cái vóc dáng của mình và sáng cả cái làn da luôn á. Còn nhiều bán tặng thì là cái sỏ ống rộng nha, ống rộng thì chắc chắn không bằng đâu ạ. Ống rộng thì nó chỉ rộng không biết mảnh mai trẻ hơn. Rồi nhắm kỹ.
Đó là ok. Đang mặc là sáng, đang cầm là nâu. Trời ơi, ở trong live stream này rồi mà bỏ lỡ tiếc lắm chị. Kitty, I love you. Mã nè, giá của chợ phải bắt đầu. Giờ chợ phải ban đầu, khi biết nha mọi người. Mã nè, giá của chợ phải bắt đầu. Giờ chợ phải ban đầu, khi biết nha mọi người. Mà 235 là với cái chất lượng như vậy là nó cũng ghẻ vú lắm. Dạ sư ok. Cái miệng mày rất là sạch sẽ. Hai màu này luôn đều màu nào cũng đẹp bắt hết trơn, thằng yêu cũng rất xứng đáng. I don't know about that. Nghe một cái phản ánh nào là ừ cái vải này thùng lông luôn. Mà em chính em nghe một cái một khi hôm nay thì có được size S, size L và size XL. Size M là em hết hàng luôn. Thế thôi à, em sẽ cắt tóc cho cái quần gì về gấp. Em sẽ cắt tóc cho cái quần gì về gấp. Oh my hell. Oh boy. Một ngàn cấp phẩm luôn. Quá đẹp. Rồi chiếc này là áo bâu, chiếc cardigan thì nó sẽ mỏng mỏng. Một quần dài bên dưới nó sẽ có thêm một sợi dây nút như vậy đó. Thì nút dây như vậy nếu mà chị nào mà thích mình quần dài. Nên tìm những cái tính chất. Và tính chất. Nên tìm. Oh no, I hope I don't fall. No way. There it goes. You see, saw that scene. Ngang ngực sẽ là 87 nha. Size M còn tối đa là 74. Rất là đẹp luôn. Chị Phạm chi mặc thì em không có bị nói. Yên tâm giùm em nha. Có thể có quần thì mình có đầm ở trên gói để mặc rồi. Yeah.
Thì nó làm tối đi cái bộ đồ, nhưng khi sáng thì còn đeo nha. Nó sáng cả khuôn mặt. Sáng này đều sẽ có nhận những ưu đãi nha mọi người. Rồi ok. Chiếc mát vô cùng. Quá đẹp, quá gọn luôn. Rồi ốc mát vô cùng. Đúng, đúng, đúng. Hết mặt. Rồi em Chi sẽ mặc thử màu hồng cho mấy chị. Không có mát lộn nhưng mà phải mặc lên. Rồi. Oh. Chi lại nhảy luôn freestyle vì nó quá là bất ngờ đi. Giỡn là bộ ship không. Chi lại nhảy luôn bằng cách là mình chọn cái quần lót su và cái màu nó phải tìm cái quần. Nhìn giùm em ha, cái mẫu này phần bắp tay rất là sang chế ơi. Che bụng đi khỏi bàn là cái phần nách không có làm. Vô nó sẽ ôm xíu cho mình như này. Ôm và nhìn cái dây của mình. Rồi, lên cho mấy chế phòng của con nào. You mess up part is like dễ thương. Quá đẹp. Màu nâu đó. Màu Fox. Và tông màu đen kê nhá. Dày nó có kiểu tầm tuệ ly xẻ như vậy. Sếp đi xẻ này không phải là kiểu cọ đâu chị, mà đó chính là ok ly xẻ. Ok, I'm gonna lay down. How am I gonna do it? Chị biết không, mua những cái hàng thiết kế có cái hàng tiền triệu luôn, nó sẽ có nút like mạnh giúp cho em Chi và chuẩn bị ngồi ngay ngắn báo mã báo giá của Pháp là lên đơn liền cho em nha. Nút like mạnh. Chị em nào nhiều khuyết điểm như bụng to hoặc là eo của mình nó không có. Chị nào ngực to thì sẽ lấy thông số nhảy lên từ ML. Ngực nhỏ. Scoots away. Oh, terrible idea. Thank you.
Nani? Mã này sẽ là A1 và hàng này khuy sai. Hàng này em chi sản xuất ít là có thêm một cái độ giữ lưng rất là kinh. Rồi, size S mấy chị nhận đơn cho em là eo 65. Size M mấy chị nhận đơn cho em là eo 6. Chị thua lắm, em không có làm size. Rồi bắt đầu lên nha. A2. And she scoots away. Oh, terrible idea. 35.000 đồng. Rồi em chi sản nhận đơn luôn con này. Rồi lên đơn mã số 25 của em nha. Cái này vì nó mà phục vụ cho hàng ngày luôn, mình đi tăng tiệc luôn chứ không phải là mỗi ngày mọi người nên chưa nào nhận cảm giác mà mọi người sẽ đi tiệc luôn. Đen ra luôn. Màu đen còn có 5 tá nó chế đó thấy chưa? Cái màu xám em đã trả sạch đen, màu xám bây giờ cặp bến màu nâu. Có độ ánh. Và bên trong nó sẽ có một cái độ đó giờ chưa mặc cái sơ mi này đúng không? Và mình có thể thử luôn những cái phong cách mà. Rồi, lên đơn liền cho em nhé. Đây, cho nó là đẹp quá. Rồi, lên đơn liền. Kèm số điện thoại là có đơn ngay, duy nhất 70 cái để đánh đào tài như vậy. Đánh đào tài như vậy. Lê Mộng chị, Hằng Thu Lê Mộng Nguyễn Nga Lê Mộng cho chị giao. Tao quay về, size XL mấy chị nhận đơn chị bán cho. Cái chất này cực. Tao quay về, kết giữa khách hàng và shop, mọi người mua hàng sẽ hạn chế bị sót đơn. Đó mấy chị biết trong kết giữa khách. Nhưng em chỉ thay đổi là về cái kỹ thuật may. Kỹ thuật may mẫu này hai bên sẽ được là may những cái xích. Nhưng em chỉ thay đổi là về cái kỹ thuật may. Kỹ thuật may mẫu này hai bên. It's just a spring thing, just... And he did it. Oh. Mọi người ngoài cái chất nó khó giặt thôi, nó ngại những cái vấn đề mà không có giặt mà. Mọi người là màu ánh xám nha. Em đang mặc là màu xám đậm. Mấy chị bấm là màu ánh xám nha. Em đang mặc là màu xám đậm. Mấy chị bấm là màu ánh xám nha. Nhỏ nhỏ gọn gọn là ok. Đó, rồi chơi luôn các bạn. That was on film, folks. Here he's in. Cuối cùng sẽ là màu đen, mã B3 kèm màu có đơn ngay.
60kg quay đầu về. Rồi chuẩn bị qua luôn cho em con này B1. Dạ không nha chị Hoa. Nha, chốt giùm em là mã số 11. 11 có màu xanh, màu xanh. Nha. Nha. Trời ơi, ở trong live stream này rồi mà bỏ lỡ tiếc lắm nha chị. Xám trắng, xám luôn nha. Trời ơi, ở trong live stream này rồi. Hơi ít mẫu thôi nhưng mà thật sự chuyện qua luôn. Mình nói chị cũng chưa bán hết, chưa bán kịp. Get into our garage without it. Làm cũng vui, tay thì là tay to con như vậy. Yên tâm giùm em độ dài quần lá 103 cm. Em chia sẻ trợ giá. Khung giờ vàng 2 phút là còn 170 bình luận đó là 130. Oh my god, you're so stupid. 3 phút nữa mấy chị. Đứng xa cho coi thùng. Livestream vào cứ 12 giờ cho đến khung giờ là 4 giờ chiều mỗi ngày luôn. Màu đang mang lên trên mặt cá. The ball. Dưới 92 giúp em dưới 88 L là em 4 ngực sẽ dưới 92.
thấy là cái giá nó ốp lên quá rẻ đi mọi người. Sài Gòn là sáng này, sáng còn vài cái chị đã lấy lên đơn xin mình mà thế Sài Gòn có nhiều nhiều chị cầm em 11 số, 2 số là không có để mã được, cái chết 15.000 giá đã giảm kèm một cái lót quần bên trong thì em gần nó tên for được mà phục vụ cho hàng ngày luôn mình đi tăng. Rồi nhanh tay cho một vị khách đầu tiên. Cool how it opens up, because it opens up like this, like a cool book, right? And hello rồi đó hả? Rồi qua mẫu luôn. Tranh thủ mới được.
Nhiều mã hàng đẹp lắm. Nhiều mã hàng đẹp lắm. Ô, nó đẹp lắm. Cái chiếc váy này mọi người lên cái form nó sẽ... Nó sẽ ra một cái phần thân đầm nó dày như vậy. Đó. Và nó sẽ ra một bình luận đó là 100. Có nhẫn eo, tại phương eo rất rất là sắc sảo và tăng một cái chất sức khỏe được từ trong ra ngoài và từ co giãn chiều ngang đến co giãn chiều dọc thì kiểu từ đầm này mình sẽ tạo độ dúng ở điểm nào, mình sẽ cho là một rồi ai lấy lên đơn liền giùm em. Splashdown!
mình bỏ thời gian vào trong cái đấy. Here we go. Những chuyện mình sẽ là sớ gân nha, sớ gân nha. Mà lừa mà mình oh god, you mean what? Em không chịu trách nhiệm. Rồi bắt đầu có được mấy chị. Cái một kèm màu kèm số ngoại có đơn quá đẹp mấy chị. Dạ, rất đẹp. Nếu mình không mua trên live được thì mình mua đồng chụp màn hình đó. Mua đẹp nhập cho bé. Bây giờ lên mã báo giá một lần nữa mà mọi người lên đơn đi. B1 kèm đen, B1 kèm đen. Ok. Mẫu này nó sẽ là dạng chân nổi quá trời nổi. Phiên bản hôm nay là một cái phiên bản đặc biệt tiếp tục nha mọi người. Chân nổi quá trời nổi. Trời ơi, không muốn thôi à. Và cái điểm. Come on, you can do this. Sẽ là C3 đỏ S và C3 đỏ M. Ừ, sẽ là C3 thẳng sau là chỗ đó hết. Bè bè cái phía kia mình sẽ không thấy là nó thẳng. You have to like run. Oh god. This is disaster happening. What are you doing? Ha ha ha!
không mà mình phải chọn chất liệu vải luôn. Và chọn cái gam màu luôn. Gam màu. You mess up our design. Hmm? Nhiều chị không có sở hữu được. Trời ơi, quá may mắn nha. Chúc chị mà. We're the same. Có hàng đầu 1 mà 169.000 mà đứt 2 lớp nha. Chất liền lên này mọi người mình muốn có hàng đầu 1 mà 169.000 mà đứt. Xòe gọng như vậy đây. Mấy nút là xòe. Rồi ok. Quá đẹp. Chị comment giúp em. Cái quần này B3 kèm nâu. Nâu đen đen nó bò. B3 Liên Nguyễn. Chị Liên Nguyễn nha. Chị nha. Ờ cái đó đi. Ah, that's what you want. Look at me! Hết tiền. Hết đèn. Hết đèn nha mấy chị em nha. Hết đèn rồi, ngưng chốt tất cả những chị. Đẹp rúng động tuần trước luôn, hôm nay là có hàng nữa nè mấy chị. Hôm nay sẽ cập bến cho mấy chị một số lượng. Hmm? Nana's chicken boast it. Đôi khi tụi nó bây giờ còn làm cái đụng hắt mít cả người thân luôn đó. Gọi video của mình.
It's gonna be funny. Almost there, you're so close. Bản này về nè, mấy almost there. Lẹ tay mới được. Yes, oh, wait. 40 kg, okay, thank you. Oh, Carly, okay. I just want to close the door on me. What did I do? Aw, Zoe. Em nha, giá giảm hẳn lên trong lai những ngày còn 169 thôi. Mình thiết kế hai lớp của em nha, giá áp sát cái body của mình, áp sát cái da của mình rất là trơn luôn. Luôn mã A8 kèm màu kèm mấy số hỏi con nhiều hơn một bạn thì truyền màu quá. Chị nào mà đã được nhận được. Let's go. He's moving his thing. Cái mẫu này nó hơi túi. Túi. Đầu tiên. Đầu tiên. Nó mỏng vậy nè, bên trong nó còn một lớp nữa mấy chị thấy không? Bên trong nó còn một lớp nữa. Nhoi. S là L65. M là L dưới 70. Mấy chị gì giặt bét nhiều cái giải luôn, cũng không có bao giờ mà bị sù lông. Không. Mấy chị gì giặt bét nhiều cái giải luôn cũng không có. Một cái con set áo 2 dây như thế này giùm em. Và áo của sẽ là cái dáng áo cổ đổ như thế này. Ngay trong live này còn 215.000 thôi, giảm 20.000 thôi cả nhà ơi. Kết thúc ngay trong live này còn 202 chị mini game nữa là em sẽ vô luôn mà. Rồi. Baby. Dán tốt. Rồi em chỉ qua cho mấy chế nha. I'm ready. 239.000 đồng, chị yêu mình sở hữu một cái mặt mini game được trợ giá đó mà. Đầm em chi đang mang. Con đầm này công bố với mấy chị một đầm em chi. Rồi, nhanh tay và liền giúp em ạ. Hoặc là những chiếc áo form ôm, những chiếc áo tay ngắn, những chiếc áo khoác bomber đều vô được với những cái chiếc. Hoặc là những chiếc áo form ôm, những chiếc áo tăng nha, thật sự luôn. Và hôm nay nha, một chiếc áo em đáp về cho các bạn mình thanh khiết và nó rất là dịu dàng luôn nha mọi người. Okay. Here, the pit stop. Đủ cho mấy trẻ mình là không phải sản phẩm, nó mắc tiền, nó ok đâu. Những cái phong cách này mọi người đi phụ kiện đi cho em ba mẫu thắt lưng mình vẫn đẹp, không đeo thắt lưng đã quá cầu kỳ rồi. Chiều dài quần không tăng. Một cái xích chân váy áo tay dài. Oh my god. Ủa thì con gì đẹp với chị? Quá đẹp luôn.
cái sơ mi crop top này hôm nay đã có hàng cho mấy bé không mệt nữa thì con vui. Đẹp lắm chế nè, cái đồ tùng co giãn rất là mạnh tập đi qua. Ready, set, go! Nani? Bleeding, but yep. Go, Jason! Over here! Những em hai bên phía sau chỉ có 39.000 đồng thôi. Xin chúc mừng tình yêu cho em xin một lượt thả like đồng loạt của tất cả chị em mình đang chỉ có 39. Nó còn lẻ sai nhưng mà em phải làm nó cũng mỏng mà nó không có dày, nhưng mà cắm cái đồ lên là nhìn thấy chất lượng này nó nặng kịch. Xúc với nó lắm mấy chị, em là cái người sản xuất ra thì em biết sự cái giá thành nó tới đâu. Hoặc là những chiếc áo form ôm, những chiếc áo tay ngắn, những chiếc áo khoác bơm bơ đều vô được với những cái chất. Hoặc là những chiếc áo form ôm, những chiếc áo tay sơ mi đó. Rồi, chúc mừng. Em xin lỗi. Có vụ này nó ra đang hiếu hạn hả? Trời. Em xin lỗi hả? Có vụ này nó ra đang hiếu hạn. 1000 cấp phẩm luôn. Quá đẹp.
Rồi chiếc này là áo bâu, chiếc cardigan thì nó sẽ mỏng mỏng. Bên trong có lót. Mặt bà nào mà sợ dài quá về lên. Rồi đây sẽ là nâu tay trên từng từng vòng luôn, từng cái vòng áo eo trên từng từng vòng. Nice and easy. Down. Oh my god! The exercise is down. Oh! Yes. Now we go. Kết giữa khách hàng và shop, mọi người mua hàng sẽ hạn chế bị sót đơn. Đó, mấy chị biết trong kết giữa khách hàng. Mọi người mặc size gì, mọi người chốt size nấy, mọi người thích màu gì, mọi người ẩn gì, mọi người mặc size gì, mọi người chốt như vậy. Nó đặt vào những khuyết điểm của mình sẽ bị... Only that's how you do it, Elias. Xinh quá, ngồi nhanh tay và liền. Oh, shit!
có những cái ánh màu như thế này bỏ vào bộ đồ cho em, tại vì nó mịn mà. Go. Oh. Ready? Come on, go! Yay!
nịch nhẹ đi, nịch màu bạc. Đẹp là chơi tối, quá đẹp luôn. If your cone doesn't flip over and fall, then you got a free cone. Với thời tiết phù hợp với cái bún đậu phộng. Nhưng mà nó nhấn từ xương eo, từ cái mông nhỏ dài xuống đó. Em chia sẻ qua mẫu tiếp theo. Rồi qua mẫu luôn, tranh thủ mới được. Nhiều mã hàng đẹp lắm, nhiều mã hàng đẹp lắm. Wow, wow, cái thiết kế, wow, oh my god, wow, hoàn là hoàn là. Số điện thoại thiếu trong ba cái này là mấy chế mình không có. Nhiều với sự góp mặt ngày hôm nay và với những bình luận và với những giày mấy chị. Đây. Wow, xinh quá. Những cái hàng mà được niêm phong giày mấy. Hôm nay thì đầm về nhiều rồi mấy chị. Xét tiệc cũng có những cái mặt áo hôm nay. Rồi ok. Ngay trong live này còn 215.000 thôi, giảm 20.000 thôi cả nhà ơi. Kết thúc ngay trong live này còn 200 trắng đen. Trắng đen. Nice, Jenna. Oh! Look at this idiot. That was a hot take. Chiếc chân váy này được dập ly rất là nhiều, bên trong có lót mấy chị, bên trong có lót quần nha mọi người, cho cái váy ở ngoài đi. Cái chiếc chân váy này được dập ly rất là nhiều, bên trong có lót mấy chị, bên trong có lót quần nha mọi người, cho cái váy. Lắm mấy chị, nhiều cái rủi ro khi mà mấy chế này bỏ tin cho nó sẽ lừa nhiều cái lắm mấy chị, nhiều chơi được phải là cái tiền. Okay, go for it. May thêm những cái túi mổ như thế này, quần độ dài 100 siêu mát. Wow. Thứ hai là tạo phơn tạo dáng nhưng mà để lại một cái cảm giác cho rồi. Từ 2,5 kg đến 3 kg. Mẫu này vừa mặc thôi mấy chị. Xe ớt thì 50
làm gấp có bóc gấp và em tri ân luôn cả một cái lô hàng cho mấy chế luôn. Mấy chế nhớ nha, đã bỏ làm gấp có bóc gấp và em tri ân luôn cả một cái go for it. Vani. Rồi. Đây sẽ là nâu tay. Ma sát với body của mình, áp sát cái da của mình rất là trơn luôn. Nhà xin chào Nguyễn đây 2020. Cho chị Nguyễn Mỹ. Đây hai cho chị thôi, chai xin chào. What are you doing? Chẳng rằng là chị mình chút không kịp. Bắt đầu ngày hè là bắt đầu sẽ xu cầm đứng cầm xu rồi. Body nhưng mà nó nhấn từ xương eo. Từ từ nó không đổ dài xuống. Nữa. Đồ dài này mình mặc mình thay thế bảo mắt xanh đi chơi mình rất là sang. Đồ dài này mình mặc mình thay thế bảo mắt xanh. Carmi. Xét đồ bộ này một lần mặc không phải là một lần mặc nữa mà mình mặc vào 20 nước và xét đồ bộ này một lần. Làn da là mọi người thấy khác liền. Nâu tay. Rồi tiếp tục. Bây giờ lên mã báo giá một lần nữa là mọi người lên đơn liền. B1 kèm đen, B1 kèm đen. That was a snake. It's not a snake. No. Rồi qua mẫu luôn. Tranh thủ mới được. Nhiều mã hàng đẹp lắm. Nhiều mã hàng đẹp lắm. What the earth did you do? That was awesome. Nhưng mà mọi người
minute party. Captain, captain, the bank. Nịch nhẹ đi, nịch màu bạc. Mẹ mã sẽ là C. What? She put her hand. Một đỏ, S màu. Quần đủ dài xuông hai bên không có túi cho cái bản này nha mấy chị. Mát mẻ không? Oh look, this cucumber's red. Áo ba lỗ nè, form nó đẹp đang mặc nè. Wait. Mát mẻ. Hai chị mini game nữa này, vô luôn mà. Rồi. Go. 58, 60kg, 62kg, quay đầu về mặt đúng. Em sai dùm em với chị nha. 31 trắng mời cho chị Quân Quân. Sẽ S chốt cho em 53kg quay về. Sẽ M chốt cho em 58, 60kg quay về. Sẽ S chốt cho em 53kg. Tối gì đó, 5 giờ chiều đó. Okay, here we got Maria filled off. Đó là khi mà mình cần lập lực mình đi không lên đường này chị. Can I get jump off? He had a lesson. Đó và em đang có một ngày hôm nay thì có được size S, size L và size XL. Size M là em hết hàng luôn. Đọc tên là sót. Sót đơn. I'm videotaping. Ngày hôm nay đã có hàng rồi, rất nhiều, rất động. Quần đang mang hết hàng rồi. Phải không? Quần đang mang hết quá đẹp vậy. It's actually a good pick. Là sao? Well, we got scuba teams that come get them. Yeah, I myself have donated several. Đề hai. It's all my fault. Đề hai. One, two, three. Son of a... Twerk it, twerk it, twerk it. Oh my god. Go baby go. Mình mặc một lần hai lần mình giặt á.
mình bị gãy form là nó sẽ không đẹp nữa. Mà một lần hai lần là ngẫu hứng nó mới chế, không bắt buộc là một ngày hôm nay mình sẽ tri ân Lưu Mã, nhưng mấy chị vào trong live tri ân là ngẫu hứng nó mới chế, không bắt buộc là một, nó đã là giá 215 rồi mấy chị ơi. Và không bị cấn đẩy giùm em nhé, tuyệt đối là không cấn đẩy, không cấn đẩy gì. Ly độ dài ở dưới đầm này nó không, nhưng mà cứ cái đầm nào mà nó chơi đầu gối thì có nhiều nhiều chị cầm em 11 số, 2 số là không có điểm mã được cái chết. Em sẽ lựa cái màu nào mà khách mình. Rồi nhanh tay liền giùm em. Giá hôm nay giảm sẽ kiểu áo lắm. Từ sơ mi dáng rộng, sơ mi trên những chất liệu linen mỏng. Những cái dòng quần á, nó phải là quần cao. Babe, you're calling 911. Nay về màu nâu 200 cái. Ly độ dài ở dưới đầm. Nhưng mà cứ cái đầm nào mà nó chơi đầu gối thì. Bị khó khi mà không có lo là
xui nghèo vòng nào vòng đó luôn. Mười chín còn xe nhập hồng không? Chơi chơi được phải là cái tiền. Là chim chi đào ngày hôm nay nha mấy chế, chỉ có 279.000 thôi, em chi sẽ cố gắng cho. Còn mà 235 là với cái chất lượng như vậy là nó cũng là đẹp quá. Chính này tiến hành làm cái đó luôn, với lại là sẽ đỡ được cái phần là chị em mình trơn nói quá trời nói. Phiên bản hôm nay là một cái phiên bản đặc biệt tiếp tục nha mọi người. Just try and run and jump. No. Oh my god. 3-1 lên luôn đi ạ. Quá đẹp. Đẹp lắm mọi người. Áo ba lỗ này hiện tại em ngân hàng, em đang hết hàng, em đang cắt là đẹp lắm mọi người. Mấy chục lần á mọi người, mấy chục nước giặt luôn, không có bỏ. Đó là tính mấy chục lần á mọi người. Rồi tranh thủ đi bạn ơi. Tiếp tục cho em là xong. Tiếp tục một xíu. You gotta keep your back. Làm những cái set đồ bộ nó rất là ấn tượng, nó khác biệt. Nó không có bị đại trà mà nó... mọi người làm. Này 103 nhìn nó sẽ có cái độ ngắn hơn thì mình thử form đi, nếu dài. Dưới 88, L là eo 74, ngực sẽ dưới 92, giúp em dưới 88, L là eo 74, ngực sẽ dưới 92, form đi. Theo từng đợt, trả một lần không.
Em còn vài cái thôi, em sẽ chốt cả nhà luôn. Giá cho nó là 19.000 cho mấy chị. Em còn vài và một cái màu
Thôi mấy chế ơi, nhận ngay siêu đãi này nha mấy chị. Rồi 70. Mình màu hồng cho mấy bà coi và qua tới màu trắng. À, xinh lắm. Like this. Quá đẹp bạn. À, xinh lắm. Like this. Quá đẹp. Xúc với nó lắm mấy chị. Em là cái người sản xuất ra thì em biết sự cái giá thành nó tới đâu. Mẫu nó đi mẫu gì. Không thua gì hàng 700-800 ngàn chị mua để mặc tiền. Ô oh. Never mind. Chồng hai tấn rồi. Con này sẽ trở về. $15,000 thôi. Chị mình phải nhanh tay nhanh tay nhanh tay. Em sẽ lên một cái deal. Bánh mèo bình thường mình hay diện thì mình sẽ chọn luôn cái bài áo vậy, giữ nguyên cái khác thành luôn. Lai sáo ngoài nó y như vậy đó, ở ngoài nó còn đẹp hơn nữa. Cái màu này nó rất là bay, nó cái kiểu không phải lai sáo ngoài. Chắc chắn những cái màu này mấy chế mình sẽ có Jesus một cảm giác rất khác là say đắm cả những lần sau. Đúng rồi. Có giảm này chơi rất là xinh đẹp. You got it. Khi mà trước khi this is how we go. Rồi, những cái áo áo kiểu và ôi ôi chết cái này rồi. Nên mấy chị cứ yên tâm. Cái đầm này mọi người cầm lên mấy chị ơi, đẹp là chơi tới. Quá đẹp luôn. Ok chị yêu nha, dạ chị kia thôi. 800-900 ngàn mà một cái đầm em làm từ vải ưu mì đem bán ra cho mấy chế mình có 245 cả lắm. Cái cổ này là bò phối mà rất là đẹp. Chuyển sang một cái rồi vô nhá. Đổ một cái miếng nước sôi cho nó được. Ôi, sắc lắm mấy chị. Rồi đây màu hồng ngọt hay luôn hết. Ai lấy màu hồng là được rồi. Này bên trong nè. 60kg quay đầu về. Rồi chuẩn bị qua luôn cho em con này B1. Dạ không nha chị Hoa.
No way. No, mà. Còn là 195 nghìn quần thôi mấy chị. Và nhìn thẳng cái em. Stop.
liệu này điểm ưng nhất tuyệt đối đó là độ bền cao. Lên dáng thì tôn dễ. Chất liệu này điểm ưng nhất tuyệt đối. Chất liệu vải cũng sẽ là tâm giết đó mấy chị. Kết giữa khách hàng và shop, mọi người mua hàng sẽ hạn chế bị sót đơn. Đó mấy chị biết trong kết giữa khách. Don't sit that way. Yoink. Màu hồng này cũng còn sẽ ép luôn, bấm cho em là A10.
thời gian hơn và có một cái ngẫu hứng mua hàng. Mua hàng này xem. Rồi, rồi đây chân tay mọi người biết thì cũng đẹp luôn. Rồi nhấn tay vào liền cho em nhé. Nè. Rồi, rồi. Nó lên liền, làn da là mọi người thấy khác liền. Nâu tay. Rồi, tiếp tục. If he sees it. Ai thì sẽ có luôn một cái mã đơn. Mỹ phẩm tặng cho chị khách nào cũng được. Babe, you're calling 911. Ly độ dài ở dưới. Đầm nó nhưng mà cứ cái đầm nào mà nó chơi đầu gối thì nó chỉ không có nhiều. Có những cái mẫu mà cái bộ đồ mà em mặc bên ngoài năm nay chưa bỏ. Có em mặc hàng. Cầm cái túi cầm hoặc là đầu để cái thân nó chơi thật lắm. Không nha, yên tâm giùm em. Đỏ. Rồi. Màu này còn bao nhiêu bộ? Đủ để mặc không? Màu đen. Màu này còn bao nhiêu bộ? And she scoots away. Oh, terrible idea. Màu tiếp theo đây là màu bò. Màu này lên xinh lắm. Màu này. Hey, what happened?
là màu ánh xám nha. Em đang mặc là màu xám đậm. Mấy chị bấm là màu ánh xám nha. Em đang mặc là màu xám đậm. Mấy chị bấm là màu ánh xám nha. Màu xám nha. Xinh quá à. Đầm này gọi là đầm mùa hè nha. Xinh quá à. Rồi thì chuyển sang này. Mát miệng mà con nó đẹp hơn người mặt em luôn nè. 58, 60kg, 62kg quay đầu về mặt đúng. Cái màu mua đầu tiên mà phải mua những cái màu những cái màu tông bò. Nó cái màu mua đầu tiên mọi người phải mua những cái màu cho con. Chiếc váy là 9.000 mà ngay hôm nó bán có 199 à. Nhưng hàng không có chất lượng mà kéo theo là nhiều cái gũi go. Oh my gosh, right by your foot, a snake. There's a snake right by your foot. Kidding. Hey. Oh my goodness. That's the motor. Say hey to you. Ok nha, hết màu đen luôn rồi mấy chị ơi, đọc thị vi đi. Nhưng mà hôm nay quần short đùi đó hết hàng nên em không dám mặc. Em sẽ chuyển sang mặc một cái quần tây xuôi. Nhưng mà hôm nay quần short đùi đó hết hàng nên em không dám mặc. That's a snake. It's not a snake. Thanh khiết và nó rất là dịu dàng luôn nha mọi người. Ok luôn, bán ngàn cái. Em nay về chỉ 300 cái. Nhưng mà 300 cái là được giá tốt. Bán vẫn đang còn. Nó còn theo kiểu xây ít xây nhiều. Thì mọi người cứ chốt đi nhu cầu. Nó vẫn còn. Khách Chi Đào mình ngồi trong live stream ngày hôm nay có nhận ra cái áo này không? Khách Chi Đào mình với nó rất là đẹp. Nó sẽ lụa là nó sẽ có một cái đồ ống với những tông màu này. Da ngâm của put an egg inside the orange juice. You can't even see it. All right, y'all. We just finna see who could drink the most orange juice. Let's go. Okay. All right. Mm-hmm. 3, 2, 1.
vất vả stack. Sẽ mặc cái bộ đồ này đi luôn. Rất là khỏe, rất là gọn. Giờ em vô luôn nha, để coi sẽ mặc cái bộ đồ. Chị em nào nhiều khuyết điểm như bụng to hoặc là eo của mình nó không vậy, có cái phần hông này nè thì nó sẽ có một cái độ tua rua dán xòe, để lấy cho em xem một độ ok chưa. Bắt đầu chốt nha. Em nâu nữa hả? Tay ngắn bán hơi bị hot luôn. Lên luôn tay ngắn đi bạn ơi. Tay ngắn sẽ có hôm nay. That's the motor. Three, go! Andrew went over the top one. Để không không hết nha mọi người. Không kịp là hết ly luôn á. Nó sẽ có nhiều mã màu cực kỳ. Để không thả những ly bên dưới nè. Và đeo lên mặt bầu. Mấy chị thấy thương. I knew that was going to happen. Hey, head up here. Let me get a picture. Love each other. Mọi người. Đóng hàng đi bạn. Lần đầu tiên luôn, và khi mà em thổi rồi như vậy giá nó không rớt dưới 700 ngàn. Nhưng nếu mà người đi thuê á thì đầy. Cái khung eo phía sau này, những eo hai bên phía sau. Glenn sucks at diving. Which, this is my girl. Nó rẻ lắm mọi người ơi. Ở đây em đang cầm là em thật sự em cầm chiếc đầm này lên là em dây nịt bạc. Dây nịt lịch. Một cái chiếc đầm mà khiến cho nhiêu chị em mình đã chuyện mày rất là sắc sảo. Chọn vía là con này ngay là ngày đầu tiên luôn đáp à. Cái chị mình mua rất nhiều. Về gì? Video to get out. Ôi ôi, cái màu nâu đang mặc đỉnh quá, màu xám đang mặc đỉnh quá. Rồi em muốn. Màu trắng mà không đụng đậy gì tới nó cũng dễ vô. Thật sự. Nâu tay là nó khó như vậy đây. Mặc lên thì mới thấy đẹp. Ướm form như vậy.
Cái mẫu này nó gọn eo từ cái sao nhìn cái này mấy chị. Rồi em chỉ qua cho mấy chế nha. Áo trắng, màu trắng. Phối hợp màu. Còn dưới hai đen. Còn dưới hai đen. Rồi chốt cho chị. Cái đầm này nó lên không gấp chết chị em nha. Cảm ơn. Cảm ơn chứ em còn được màu màu kem và cái chất liệu này là một cái dòng. You have to like run. Cái chất liệu này là một cái dòng. CS là chốt eo 66. Phải lờ. Sorry to tell you. Mau được. Tay suông. This is how we go. Rồi những áo kiểu và vô đây. Philip Ari. Captain Clemen. See the water? Can you see it through there? You didn't catch me. Quần sẽ là quần được thả dán quần dài như thế này nha. Và đây sẽ là màu xanh tay. Em luôn. Chuẩn bị cái dây ngọc trai rồi lên ngay cho em luôn nhá. Mã này sẽ là chuẩn bị cái dây ngọc trai. Try to lay down. Nên những chị nào nhiều khuyết điểm ở đôi chân thì chị nhận lấy cái chân váy này cho em. Đó bên nên những chị. Oh my god. He said he's doing them right. No sir. Sẽ hở như thế này. Cái phần dây hở nhiều hay ít là cái điểm mở luôn. Rồi. The ball. Có 2 phút rồi mấy bạn. Nhanh tay lăn tăn là hết hàng. Cái đầm này nhận đeo lâu cuối. Tân là chiếc Lenin hết. Được qua xử lý mấy chị vải mềm mát lắm. Xe S, xe M, xe L. Tân là chiếc Lenin hết. Được qua xử lý mấy chị vải mềm. Cái chiếc đầm này mình sẽ tạo độ dúng ở điểm nào, mình sẽ cho à, sẵn sàng luôn ha cả nhà nha, vừa tinh tế vừa tiện mà vừa
And now we're going to go with Justin to do it. Ow! You okay? Dễ thương nó mới chế những cái dạng này mọi người tập nấc như vậy. Xong rồi. Hit the gas pedal. What are you doing? Luôn bán ngàn cái em nay về chúng ta đặt cái
rất là sang chứ ơi. Che bụng đi khỏi bàn là cái phần nách không có làm. Chị là xin luôn mã phối mới. Chị nào chưa sở hữu thì lên đơn ngay. Em sẽ cũng sẽ set up lại hết. Let go. Cả làm việc máy tính. Chị cứ mua và test đi. Cái dòng này mới chị. Em chia sẻ lên với chị cứ mua. Ngang ngực
ngực chốt cho em. Cô bơ ta trắng và đen, mọi người ơi, màu nào cũng sang hết trơn á. Lấy ngang ngực thì nó sẽ không có mỏng mà lộ cái quần lót luôn đâu, nhưng mà khi mọi người mặc quần lót thì mọi sắc sảo gì mà nhìn bén được đâu mọi người, bén phải chọn một ô mì nha. Rồi em chia sẻ qua. You okay? Oh, I think I like lắm. This. Quá đẹp bạn. I think lắm. I like this. Quá đẹp. Nhìn cái eo nè mấy chị. Cái mẫu này nó gọn eo từ cái nani. Cái sao nhìn cái eo nè mấy chị. Firm đó. It's coming down. Em thật sự em cầm chiếc đầm này lên là em okay, go for it. Where are we dancing? Oh my god, is that true? Oh boy. You got him. Vía chậm vía. Chị em mình săn quá trời. Đợt đầu. No way. No ma. Get back on her. Chị mình nhảy mã là có đơn liền. Về đợi mình giá được giảm ha. Tối gì đó hoặc là 5 giờ chiều em cho một cái thời gian là tốt. Đúng cái thời gian là tốt. Quần luôn nha. Giá con này em chốt cho mấy chị có. Cho mấy chị. No problem.
Go on. Get a good picture. I'm videotaping. You're a good boy. Oh, oh, there you go. Oh. Go, 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 go. Mom! Mọi người làm những cái set đồ bộ nó rất là ấn tượng, khác biệt. Nó không có bị đại trà mà mọi người làm. Màu trắng này còn 10 cái đổ lại. Mình cứ giờ xếp binh thoải mái cho một người. Chốt đến khoảng tầm 6-7 giờ. Mình cứ giờ xếp binh thoải mái. So patient. Học đi tìm, đi chơi nha mọi người. Thôi anh. Chị em nào thích những cái sản phẩm này cũng như là em nào thích bye.